dựng giao lan, xây dựng giao lan. Hai cách giao lan để luộc ha. Bắp chuối này sắc ra để ăn bún cá nha cả nhà. Cái ốm á. Cũng cũng được. Cái gì lấy cây kia đi. Ừ, chặt cây cái này. Đây là nồi nước súp nấu bún cá chay. Nay mía hồi nãy thì cũng bỏ vô rồi, bây giờ có mớp nữa để tạo thành nước ngọt đó. Mình tạo hũ làm giống như xào giả, giống như con tôm giả chả vậy ha. Bún chay mà tên gọi cũng là bún cá. Để nó đổ vô chung nè. Này là bún cá mà cả nhà dùng nha. Món này là món hấp chả dù ki á. Chả hồ ki. Cái này món là món chả hồ ki. Giờ chút xíu là để chung với nước bún á, ăn ngon lắm. Này rau, bún. Còn cái này là chả, làm cho hương vị của nước bún ngon thêm. Nha. Bún Thiện cũng làm xong rồi. Thôi bây giờ Thiện cũng mời cả nhà dùng bún cá chay cùng với gia đình Thiện nha. Hai cha con mời khán giả. Tô bún. Đậm đà không? Đậm đà. Chả đòn hồi nãy có nấu á. Cái này có giá vô nữa mới ngon, thiếu giá. Chút đi làm đất có xanh mùa giá, thiếu giá. Có giá nữa mới ngon, bún cá phải có giá. Đúng rồi. Tại ở bên vườn làm biến ra chợ.
ngon. Mà cái này nước nó hơi giống như hơi sắc à, mặn á, hơi mặn hả? Không cho nước mắm là vừa đó, nấu hơi sắc, cho nước mắm là hơi mặn á, vậy là tại mình nấu lâu quá nó sắc lại. Nhà uống nước rất cao luôn, nhận ra mình cái đồ trắng này dễ. Cho nó miếng bún ở dưới đi. Vậy là chú nó đi xuống sình, chú đạp dây nó lại, chú đạp dây nó lại, đi xuống nó dơ lắm á. Máng vô cái giò con á. Nó qua rồi nó mừng nó vui. Hân hở được đi chơi mà sao không mừng. Giờ hai thằng quẩy đuôi với nhau, hai đứa làm quen quẩy đuôi với nhau quá ngon rồi. Tiện ăn cũng rồi, clip cũng dài rồi, thôi tiện cũng xin ngưng clip. Ở nhà thấy clip tiện hay đó thì like và cho tiện xin một cái đăng ký. Cũng chúc cả nhà được sức khỏe, được nhiều niềm vui. Chào tạm biệt cả nhà nha.